Hello cả nhà, các bạn đang quay trở lại với Why and Why. Vừa rồi là một cái đoạn video clip mà mình quay được vào tháng 2 vừa rồi, khi mà tiểu bang Texas, nơi mà mình đang sinh sống, trải qua một cái đợt bão tuyết rất là nghiêm trọng. Bây giờ thì ở đây đã bước sang những cái ngày đầu hè rồi, trời đã rất là ấm áp rồi. Hôm nay thì là một ngày rất là đẹp trời, đặc biệt là ngày mai là ngày sinh nhật của mình, cho nên mình quyết định là sẽ have fun từ hôm nay. Nhưng hôm nay thì mình cũng sẽ không có làm gì quá đặc biệt, không có đi du lịch. Có lẽ là mình sẽ chỉ đi ăn, đi uống với những người bạn thân thiết của mình thôi. Như các bạn đã thấy thì hiện tại Tú vẫn còn đang kẹt ở Mỹ vì Covid. Thực sự là mình đã muốn về Việt Nam từ năm ngoái rồi, nhưng mà mình vẫn chưa về được. Mình rất là hy vọng là ở cái video tiếp theo thì mình sẽ được quay ở Việt Nam. Mình rất là nhớ Việt Nam, rất là nhớ những cái món ăn ở Việt Nam luôn. Nhưng đây thì mình cũng xin cảm ơn những người bạn thân thiết, cũng như những người bạn mà mình biết hoặc là biết mình mà vẫn luôn theo dõi cái kênh của mình, cũng như những anh chị em. Mình có rất nhiều anh chị em mà yêu thương mình và ủng hộ mình. Mình biết mình là một đứa rất là chậm ra vlog, nhưng mà mọi người hãy thông cảm cho mình nha. Khi mà mình có nhiều thời gian hơn thì mình nhất định sẽ quay thêm nhiều vlog hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay thì mình ghé store của Bath & Body Works để tìm mua những cái chai gel rửa tay mini này. Một cái mùi mà mình rất thích đó là mùi Pina Colada. Rất tiếc là hôm nay ở trong store họ đã sold out rồi. Ta-da! Cuối cùng thì chiếc áo đầm Reformation của mình cũng về rồi. Mấy hôm nay mình cứ lo là chiếc áo đầm này sẽ không về kịp để mà mình mặc cho cái hôm sinh nhật của mình. Nếu như các bạn đã xem những cái vlog trước của mình thì cũng sẽ biết là mình là một tín đồ của thương hiệu này, bởi vì họ may đồ rất là đẹp, form rất là chuẩn và vải cũng đẹp nữa. Đây là một chiếc áo đầm màu đen vừa mới ra mắt, một chiếc áo đầm rất là đơn giản, vải rất là đẹp, cũng không kém phần sexy nữa. So với những cái đầm khác của Reformation mà mình đã từng mua thì đây là một trong những chiếc áo đầm mà rẻ nhất, cho nên là khi mà mình thấy là mình phải mua ngay. Thank you.
Để kết hợp với chiếc áo đầm đen này thì mình sẽ sử dụng son Ultra Root của Dior, màu 863 Ultra Feminine. Màu này thì là màu đỏ tươi, có pha một chút sắc hồng, nhìn rất là cuốn hút. Mình biết đến cái màu son này là nhờ follow Instagram của bạn ca sĩ Sunmi. Khi mà mình nhìn thấy bạn đánh cái màu son này là mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình có thói quen là lúc nào cũng vậy, khi mà đi chơi về có khuya đến như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ phải tẩy trang và rửa mặt thật là kỹ thì mình mới lên giường ngủ được. Dạo gần đây thì mình không có sử dụng quá nhiều những cái sản phẩm dưỡng da. Cụ thể là mình chỉ sử dụng 2 sản phẩm mà thôi. Đầu tiên thì là First Care Serum của Suwasu. Sản phẩm này thì giúp làm mềm da của mình. Tiếp theo thì mình sử dụng Facial Oil để dưỡng ẩm da. Hiện tại thì mình đang sử dụng Orchid Oil của Herbivore. Cái sản phẩm này thì ngoài tác dụng dưỡng ẩm da, nó còn có công dụng là làm căng da và chống lão hóa. Ngoài ra thì mình cũng rất thích mùi hương của em này. Nó có mùi hương hoa trà rất là dễ chịu. Trước khi đi ngủ mình apply cái oil này lên, khi mà mình ngủ mình có thể hửi được cái mùi hương hoa thoang thoảng, rất là dễ ngủ.
Đây là một cái cuốn sổ nhỏ mà mình mua được trong một cái chuyến đi Hàn Quốc nhiều năm về trước. Mình cảm thấy nó rất là dễ thương và mình sử dụng nó giống như là một cái cuốn nhật ký của mình.